Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý cô bác tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 bước sang tháng tư âm lịch năm Quý Mão 2023 hân hoan đốn tài đốn lộc vượt mọi trông gai đánh bay trở ngại nhờ vận may khởi sắc Vậy làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để có thể nhận biết được những khó khăn để vượt qua và làm sao để đốn nhiều vận may tới với mình. Hôm nay, mình được tử vi rất vui khi gặp lại quý cô bác trong chuyên mục Tử vi 12 con giáp. Và tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, được các nhà chiêm tinh học nhà tử vi học phương đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao sự chuyển biến của thiên can địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh chỉ ra rằng đúng tháng tư âm lịch năm quý mão 2023 tới đây sẽ có những dấu hiệu may mắn những người tuổi ất tỵ Hiệu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ để giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình thịnh vượng giàu sang phú quý vậy vận trình cụ thể ra làm sao xin mời quý cô bác tuổi ất tỵ cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé tổng quan tử vi tuổi ất tỵ sinh năm 1965 Người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965 là tuổi con rắn, thuộc mệnh Hỏa, Phú Đăng Hỏa, nghĩa là lửa đèn nhỏ. Người tuổi Ất Tỵ có được sự kết hợp giữa hành Mộc của Can với hành Hỏa của Chi, mang lại cho con giáp này sự hấp dẫn đặc biệt, giống như ngọn đèn phát tín hiệu, họ sẽ hút về phía mình những thứ mà họ muốn. Ất Tỵ còn gọi là rắn gỗ, có thể trở thành những diễn giả tuyệt vời, hành Mộc cũng mang lại cho họ sức mạnh và sự vững vàng, họ tự tin và có đầu óc tổ chức tốt, tính ngay thẳng và sự chân thành là hai đặc điểm nổi bật của con giáp này. Ất Tỵ là người khát khao sự ngưỡng mộ và rất thích được nổi tiếng, họ sẽ làm hết mình để đạt được thành công trên quy mô lớn và lâu bền. Ất Tỵ khôn ngoan, thận trọng, phán đoán tốt và biết đánh giá chính xác giá trị của sự vật, họ sẽ là những nhà đầu tư tài giỏi. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho thấy, trong tháng mới này, người tuổi Ất Tỵ sẽ có được nhiều cung bậc cảm xúc cùng với những điều bất ngờ sẽ đến. Cuộc sống của người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong tháng mới được nguyện lệnh Lâm Mộc dục ủng hộ, bạn hãy sẵn sàng cho một tháng đong đầy yêu thương. Dù là người độc thân hay đã có đôi, đã lập gia đình, bạn đều có đào hoa rực rỡ, mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp, bạn cần chủ động nắm bắt cơ hội hiếm có này để tạo dựng các mối quan hệ tình cảm tốt đẹp, nâng bước cho tình yêu lứa đôi nở hoa kết trái. Tuy nhiên, tình cảm quá thăng hoa cũng có thể trở thành nguyên nhân khiến Ất Tỵ không đủ tập trung cho công việc hoặc để việc tư xen vào việc công thái độ làm việc chuyên nghiệp cần được duy trì xuyên suốt để hạn chế những rắc rối, hay sai sót không đáng có, nhất là khi có hung tinh chủ về sự cố, xui rủi chiếu mệnh, người tuổi ất tỵ sinh năm 1965, càng cần phải làm việc nghiêm chỉnh và cẩn thận hơn. Người tuổi ất tỵ nên biết tận dụng lúc nhân duyên vượng để mở rộng mối quan hệ xã giao, tìm kiếm các mối làm ăn, đối tác, khách hàng tiềm năng, mở ra cơ hội thăng tiến cho bản thân. Về mặt tài lộc. Tài vận trong tháng mới của người tuổi Ất Tỵ chỉ ở mức bình ổn, làm tốt ắt sẽ được hưởng lộc, còn người nào lười biếng, ôm tâm lý ăn sẵn thì cuối cùng cũng chỉ nhận lấy thất vọng. Việc kinh doanh buôn bán túc tắc vẫn có khoản thu về, làm ăn phải tính đường dài nên bạn đừng quá nóng vội. Về sức khỏe của người cầm tinh con rắn không có gì đáng ngại, nhìn chung nếu bạn vẫn duy trì được thói quen rèn luyện thể thao, ăn uống và sinh hoạt điều độ thì bệnh tật nào cũng lui, tinh thần minh mẫn và thêm yêu đời, chất lượng cuộc sống cũng được nâng lên. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong tháng Tư âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Cụ thể hơn thông qua tử vi trong thời điểm này sẽ giúp cho quý cô bác tuổi Ất Tỵ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với trước đây. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không? Xin mời quý cô bác cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, Bước sang tháng tư âm lịch năm Quý Mão 2023, xem tử vi cho thấy, người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, về phương diện sự nghiệp cần tập trung chú trọng hơn cho công việc. Tháng mới này, để duy trì tiến độ theo đúng yêu cầu đặt ra, nhiều hạng mục công việc cần gấp rút, hoàn thiện, thì người tuổi Ất Tỵ nên ưu tiên hoàn thành sớm các hạng mục đừng đùng đỉnh trong quá trình làm, rồi lại cuống cuồng vào phút cuối. Cách phân bổ thời gian hợp lý cũng phản ánh cách làm việc chuyên nghiệp của bạn, đó là cơ sở để cấp trên đánh giá năng lực của cấp dưới, nên bạn hãy cố gắng duy trì một phong độ ổn định. Tháng này có nguyệt lệnh Lâm Mộc dục tăng cường, mang tới nhiều mối quan hệ xã giao hữu hảo, giúp người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965 có thể gặp quý nhân, quý nhân sẽ dẫn đường đi nước bước giúp cho công việc được hanh thông, việc ký kết hợp đồng cũng được thuận lợi, bạn được hưởng hoa hồng cao. Tuy nhiên, trong tháng với bạn cũng có dấu hiệu chảnh mảng, khi để chuyện cá nhân xen vào công việc, tình cảm riêng tư nên được gác lại khi bạn đã ngồi vào bàn làm việc, nếu không bạn có thể gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc, hoặc những lỗi sai sót vì đầu óc thiếu tập trung. Bên cạnh đó, các mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp, đối tác chỉ nên dừng ở mức vừa phải, đừng thân mật quá, mà gây phản tác dụng, hoặc bị vướng vào quan hệ tình cảm phức tạp, ảnh hưởng đến uy tín, cũng như hiệu quả công việc đặc biệt là khi trong tháng còn có hung tinh thái tuế chủ về sự cố bất chắc xui rủi nên người tuổi ất tỵ nên cẩn thận sẽ tốt hơn trong tháng điềm báo rắc rối có thể ập tới bất cứ lúc nào có thể gặp phải tình huống tình ngay lý gian hoặc bị tiểu nhân đơm đặt dựng chuyện nhằm hạ bệ và cướp đoạt những gì bạn đang có tốt nhất bạn nên chuẩn bị tâm lý chủ động trong mọi việc Ngoài ra bạn cũng nên tận dụng lúc nhân duyên vượng, để mở rộng mối quan hệ xã giao, tìm kiếm các mối làm ăn, đối tác, khách hàng tiềm năng, mở ra cơ hội thăng tiến cho bản thân, chứ đừng xa đà vào những vấn đề ngoài luồng. Con giáp này vốn thông minh, lanh lợi, học một hiểu mười, nhưng lại bản tính ham chơi, nên vẫn còn chưa có được thành tích tốt, bạn cần phải khắc phục nhược điểm này để sự nghiệp phát triển hơn nữa. Về mặt tài vận Xem tử vi cho thấy, về tài lộc của người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong tháng Tư âm lịch này vẫn cần cố gắng nhiều hơn thì mới có thể cải thiện được thu nhập giúp cho thu nhập của bạn đạt mức bản thân mong muốn. Trong tháng này nhìn chung tài vận ở mức bình ổn, người tuổi Ất Tỵ dù không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc hàng ngày, nhưng để tiêu xài dư giả thì chưa thể. Thời điểm vận khí chưa thực sự vượng, người tuổi Ất Tỵ chớ nên ôm tâm lý dựa vào vận may hay mong một ai đó giúp mình bạn hãy luôn cố gắng không ngừng bằng chính bản lĩnh, trí tuệ của mình, đó mới là cách kiếm tiền và làm giàu bền vững nhất. người làm tốt át sẽ được hưởng lộc, còn người nào lười biếng thì cuối cùng cũng chỉ nhận lấy thất vọng. trong tháng đối với những người làm kinh doanh, buôn bán, tự thân vận động cứ nghiêm túc thực hiện công việc của mình thì không phải lo lắng nhiều tiền bạc vẫn cho thu về đều đặn và có dấu hiệu tăng nhẹ. Ngoài ra, bản mệnh tuổi Ất Tỵ trong tháng này cần tính về chuyện làm ăn dài hơi hơn, nên bạn đừng quá nóng vội. Trong tháng có Nguyệt Lâm cung Mộc dục, mang tới những mối nhân duyên hài hòa, thúc đẩy các mối quan hệ xã giao, hữu hảo. Bạn có thể nhân cơ hội này để tìm kiếm các mối làm ăn thích hợp, trong tháng có thể xuất hiện giao dịch hoặc đầu tư buôn bán vượt ngoài tính toán, bản mệnh cần giữ vững tâm lý bình tĩnh để xử lý và làm chủ mọi việc của mình thành hay bại do chính bản thân, nếu chưa chắc chắn có thể tham khảo một số ý kiến tư vấn, lời khuyên về tài chính của bạn bè, những người có kinh nghiệm, nhưng cái chính bạn sẽ là người chắt lọc mọi thông tin, để đưa ra quyết định cuối cùng. Chúc bạn may mắn và thành công nhé! Về mặt tình cảm Xem tử vi tháng tư âm lịch này cho thấy, về phương diện tình cảm của người tuổi ất tỵ sinh năm 1965, có nhiều cải thiện rõ rệt. Tháng này có sự xuất hiện của nguyện lệnh Lâm Mộc dục hứa hẹn mang tới nhiều cung bậc cảm xúc cùng với những điều bất ngờ cho mệnh chủ tuổi Ất Tỵ. Và dù là người độc thân hay đã có đôi có cặp đã lập gia đình, bạn đều có đào hoa rực rỡ, mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp, bạn cần chủ động nắm bắt cơ hội hiếm có này để tạo dựng các mối quan hệ tình cảm tốt đẹp, nâng bước cho tình yêu lứa đôi nở hoa kết trái. Đào hoa khởi vượng, đặc biệt có lợi cho người độc thân, song nếu muốn nắm bắt hạnh phúc của mình, bạn đừng mãi kén cá chọn canh nữa, cơ hội tốt như này không phải lúc nào cũng có sẵn bạn hãy mở cửa trái tim để đón nhận và trao gửi yêu thương nếu cảm thấy có tình cảm với ai đó thì hãy cho cả hai cơ hội tìm hiểu thêm về nhau chuyện tương lai cứ để tương lai trả lời bạn không nên suy tính quá nhiều bởi người tính không bằng trời tính đối với những cặp đôi đang yêu thì đây lại là thời điểm để hóa giải những xung đột đang gặp phải khi những mâu thuẫn được tháo gỡ thì hai người mới càng gắn kết với nhau hơn Tuy nhiên, đối với người đã lập gia đình, cũng cần lưu ý vận đào hoa quá vượng, có thể biến thành đào hoa dữ, nếu như thái độ của bạn không rõ ràng, hay dứt khoát, đặc biệt trong các mối quan hệ công việc với đồng nghiệp, đối tác khác giới. Người tuổi ất tỵ nên biết trân trọng những gì bạn đang có, dành thời gian quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn, đừng sao nhãng chuyện hâm nóng tình cảm, kẻo tự tay phá vỡ hạnh phúc gia đình, lúc hối tiếc thì đã quá muộn nhé. Về mặt sức khỏe, Bước sang tháng tư âm lịch, năm Quý Mão này, về phương diện sức khỏe của người tuổi ất tỵ cũng không có gì đáng ngại. Nhìn chung, nếu bạn vẫn duy trì được thói quen rèn luyện thể dục thể thao, ăn uống và sinh hoạt điều độ thì bệnh tật nào cũng được đẩy lùi, giúp cho tinh thần minh mẫn và thêm yêu đời hơn. Mặc dù vậy, người tuổi ất tỵ vẫn nên chú tâm cân bằng cuộc sống, phân chia thời gian làm việc và nghỉ ngơi rõ ràng, khi công việc cảm thấy quá tải, bạn nên cho phép bản thân được nghỉ ngơi, giúp cho não bộ bớt căng thẳng. Khi bạn nghỉ ngơi đầy đủ cũng là lúc cơ thể được nạp năng lượng sung mãn nhất, có như thế mới đủ sức thực hiện dự án dài hơi. Vâng, quý cô bác tuổi Ất Tỵ kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng Tư âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình cho xã hội. Minh Đường Tử vi vô cùng cảm ơn quý cô bác đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Minh Đường Tử vi vô cùng cảm ơn và kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.